chi vậy? Đâu phải cục bậy đâu thế, đâu cần cái cục bậy đâu, thấy đâu như mình treo 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 đâu. Cái này cứ mua phôi về đem về thôi đúng không, quên xếp về thôi đúng không? Thank you.
được 5 giờ, gần 5 trời luôn. Giờ cái chứ về ta mua 100 ít này. Cái này giờ trước cơ nhưng mà còn cái bao thấy khổ luôn. Nếu bây giờ là làm nhỏ thì thứ tây cũng được đúng không? Này thứ mấy nữa?